đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những thông tin chính. Tờ Miami Herald cho biết, theo kết quả của một cuộc thăm dò mới nhất do ABC News, Ipsos tiến hành, ông Mark Kelly, một thượng nghị sĩ mới vào nghề và là cựu phi hành gia có tỷ lệ ủng hộ dòng dã là 10 điểm. 22% số người được hỏi cho hay ông Kelly có triển vọng làm phó tướng cho bà Harris, 12% cho là không thích hợp. Ngoài ra, 24 số người tham gia thăm dò không có ý kiến gì và 41% nói không biết gì về ông Kelly. Cuộc thăm dò được tiến hành ngày 26 và 27 tháng 7 với 1.200 người Mỹ trưởng thành và biên độ sai số là 3 điểm phần trăm. Tám đảng viên dân chủ khác cũng được nêu tên trong cuộc thăm dò, song tất cả đều có tỷ lệ ủng hộ dòng, thấp hơn nghị sĩ Kelly ít nhất 6 điểm. Thống đốc Kentucky Andy Beshear, thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg đều đồng hạng nhì với tỷ lệ ủng hộ dòng là 4 điểm. Thống đốc Michigan, Gretchen Whitmer, Thống đốc North Carolina, Roy Cooper và Thống đốc Minnesota, Tim Walz đều đạt tỷ lệ ủng hộ dòng là 1 điểm âm. Thống đốc Illinois, JB Pritzker và Thống đốc California, Gavin Newsom có tỷ lệ ủng hộ chung thấp nhất, lần lượt nhận được tỷ lệ ủng hộ dòng là 5 điểm âm và 12 điểm âm. Hầu hết các ứng viên phó tướng của bà Kamala Harris, Ngoại ông Buttigieg và Newsom đều không được nhiều người biết đến. Nếu chỉ tính theo mức độ ủng hộ thì Bộ trưởng Giao thông Buttigieg đạt điểm cao nhất với 20% số người được hỏi ủng hộ ông. Cuộc thăm dò cũng khảo sát cảm xúc của những người trả lời đối với bà Harris, ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ sáng giá nhất sau khi tổng thống Joe Biden tuyên bố dừng tranh cử và ủng hộ bà. Phần lớn những người trả lời 52% cho biết bà Harris nên được đề cử. Trong khi đó, 14% đảng viên dân chủ cho biết đảng nên chọn một người khác. Cuộc thăm dò diễn ra khi chưa đầy một tháng tới là Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Tại đó, Đảng sẽ chính thức đề cử ứng viên Tổng thống và Phó Tổng thống. Theo The Hill, trong ngày 29 tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News. Tại đây, ông Trump đã lên tiếng về khả năng tranh luận trực tiếp với ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Câu trả lời là có. Khả năng cao là tôi sẽ tranh luận với bà Harris Tuy nhiên, tôi cũng có lý do để không thực hiện điều này. Tôi muốn ủng hộ truyền thông tin giả. Cuộc tranh luận này sẽ đem lại hàng chục triệu USD mà tôi không thích đài ABC, ông Trump cho biết. Trong bình luận của mình, ông Trump đã trích dẫn các kết quả thăm dò tích cực trên toàn quốc và tại các bang chiến trường. Dù kết quả tương đối xích sao, nhưng cựu Tổng thống Mỹ cho rằng các cử tri đều hiểu rõ lập trường của ứng viên hai đảng. Trước khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút lui, Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã đồng ý về hai cuộc tranh luận trực tiếp giữa các ứng viên. Cuộc tranh luận thứ hai dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9 trên kênh ABC News, nhưng việc bà Harris trở thành đại diện Đảng Dân Chủ đã làm thay đổi tình huống. Cách đây vài ngày, bà Harris đã cáo buộc ông Trump lùi bước trước kế hoạch tranh luận trực tiếp giữa các ứng viên Tổng thống. Tại buổi phỏng vấn với Fox News, ông Trump cũng có những động thái binh vực phó tướng J.D. Vance, người đang bị truyền thông Mỹ công kích dữ dội trong thời gian gần đây vì các phát ngôn trong quá khứ. Vance vẫn nhận được sự ủng hộ lớn, cậu ấy thậm chí được lòng những ai trân trọng gia đình, ông Trump nói. Hồi năm 2021, ông Vance từng sử dụng thuật ngữ bà cô mèo, cat lady, để nói về một số nữ nghị sĩ dân chủ, bao gồm bà Harris, trong văn hóa Mỹ, thuật ngữ này được dùng để chế giễu những người phụ nữ lớn tuổi không có con cái. Tình báo Mỹ lo ngại Nga tuyên truyền ủng hộ ông Trump. Các quan chức tình báo Mỹ cho rằng Nga sẽ có những động thái tuyên truyền nhằm ủng hộ ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc chạy đua vào nhà trắng sắp tới. Đài NBC ngày 30 tháng 7 đã tiết lộ thông tin từ cuộc họp giữa các quan chức tình báo Mỹ do Trung tâm ứng phó ảnh hưởng xấu từ nước ngoài tổ chức, cảnh báo về khả năng Nga tác động vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới moscow nhìn nhận phó tổng thống kamala harris như người kế tục của tổng thống joe biden và họ sẽ có những nỗ lực tuyên truyền theo hướng ủng hộ ứng viên cộng hòa donald trump một quan chức tham gia cuộc họp cho biết theo nbc trung tâm ứng phó ảnh hưởng xấu từ nước ngoài là cơ quan trực thuộc văn phòng giám đốc tình báo quốc gia mỹ odni có nhiệm vụ chính là đối phó các chiến dịch tuyên truyền từ nước ngoài trong cuộc bầu cử năm 2020, ODNI từng kết luận rằng Moscow đã có những chiến dịch nhằm hạ thấp tư cách ứng viên Tổng thống Biden và Đảng Dân Chủ. Đồng thời tuyên truyền ủng hộ ông Trump, phía Nga sau đó đã bác bỏ toàn bộ cáo buộc này. Trên thực tế, các quan chức ODNI thường không đề cập trực tiếp tới tên của ông Trump, bà Harris hay bất kỳ nghị sĩ Mỹ nào. Khi đưa ra nhận xét về cuộc bầu cử, Tuy vậy, trong một cuộc họp vào đầu tháng 7, ODNI nhận định rằng xu hướng của Nga vẫn không thay đổi so với năm 2020. Theo NBC, Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Điện Kremlin từng nhiều lần khẳng định Moscow sẽ không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Dộ tin ông Trump sắp thay phó tướng trong 10 ngày tới Theo Newsweek, trong ngày 28 tháng 7, lãnh đạo phê đa số tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ dân chủ Chuck Schumer đã dự đoán cựu tổng thống Donald Trump sẽ thay thế phó tướng của mình trong vòng 10 ngày. Ông Vance là một lựa chọn không hay cho các lá phiếu. Tôi nghĩ ông Trump đang xem TV hàng ngày và phát hiện ra phó tướng của mình ngày càng trở nên cực đoan và thất thường. Tôi tin rằng ông Trump đang tự hỏi tại sao ông ấy lại lựa chọn người này. Ông Schumer nhận xét sau khi tổng thống Joe Biden tuyên bố rút lui và Đảng Dân chủ chọn bà Kamala Harris làm ứng viên chính thức, đã có một số báo cáo cho rằng ông Trump đã nhận ra sai lầm khi chọn thượng nghị sĩ J. D. Vance làm liên danh tranh cử. Những đồn đoán này ngày càng trở nên rõ ràng khi ông Vance bị truyền thông Mỹ chỉ trích dữ dội vì các phát ngôn trong quá khứ. Một báo cáo gần đây của CNN cũng chỉ ra rằng ông Vance là ứng viên phó tổng thống ít được ưa thích nhất từ năm 1980. Việc nghị sĩ 39 tuổi không nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đảng Cộng Hòa đã làm nhiều người phải đặt câu hỏi về lựa chọn của ông Trump. Tuy vậy, đội ngũ tranh cử của ông Trump đã lên tiếng phủ nhận thông tin này, đồng thời khẳng định cựu Tổng thống Mỹ vô cùng hào hứng với lựa chọn liên danh tranh cử của mình. Ông Trump hoàn toàn hài lòng với người đồng hành của mình. Họ tạo nên một đội hoàn hảo để giành lại Nhà Trắng. Những đồn đoán thất thiệt đang tới từ truyền thông tin giả hoặc những người không biết chuyện gì đang xảy ra. Ông Stephen Chang, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết. Alan Lichman, nhà sử học dự đoán đúng hầu hết các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ từ năm 1984 tiết lộ, Phó Tổng thống Kamala Harris có khả năng giành chiến thắng trong cuộc đối đầu giả định với cựu Tổng thống Donald Trump. Theo Fox News, ông Lichman đã phát biểu một công thức để đưa ra dự đoán về cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Và trong hầu hết các trường hợp, công thức mang tên chìa khóa Nhà Trắng này đều cho kết quả chính xác. Chìa khóa Nhà Trắng của ông Lichman gồm 13 câu hỏi đúng hoặc sai mà ông tin rằng sẽ đưa ra dấu hiệu mạnh mẽ về người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu mùa thu. Hai ứng viên đấu tay đôi sẽ nhận được câu hỏi. Nếu đúng, họ sẽ được trao một chìa khóa và nếu sai, đối thủ của họ sẽ nhận được điểm. Sau đó, nếu ứng viên của một đảng nhận được từ 6 chìa khóa trở lên, họ được dự đoán là người thắng cuộc. Đầu chu kỳ bầu cử, Đảng Dân Chủ nghiễm nhiên được trao một chìa khóa vì Tổng thống Biden thuộc đảng này đang đương nhiệm. Tuy nhiên, là phiếu đã thay đổi nhiều kể từ đó. Các chìa khóa gồm: sự ủy nhiệm của đảng, tranh cử, nhiệm kỳ đương nhiệm, đảng thứ ba, nền kinh tế ngắn hạn, nền kinh tế dài hạn, thay đổi chính sách, bất ổn xã hội, bê bối, thất bại quân sự ở nước ngoài, thành công quân sự ở nước ngoài, sức hút của người đương nhiệm, sức hút của người thách thức. Theo dự đoán của ông Lichman, đảng dân chủ với bà Kamala Harris là ứng cử viên tổng thống tiềm năng, hiện nắm giữ 6 trong số 13 chìa khóa. Chúng bao gồm cuộc đấu sơ bộ, nền kinh tế ngắn hạn, nền kinh tế dài hạn, thay đổi chính sách, không có bê bối và người thách thức không có sức hút. Đảng Cộng hòa nắm giữ 3 chìa khóa, giành được đa số tại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Tổng thống đương nhiệm không tìm cách tái tranh cử và đương kim tổng thống thiếu sức hút. Vẫn còn 4 chìa khóa nữa chưa được trao. Các chìa khóa còn lại bao gồm yếu tố đảng thứ ba, điều mà ông Lichman cho biết là đáng chú ý, vì ứng cử viên độc lập Robert F. Kennedy Jr. có vị trí trong cuộc đua. Các chìa khóa cũng vẫn chưa thể xác định là không có bất ổn xã hội, cũng như thất bại quân sự nước ngoài và thành công quân sự nước ngoài. Theo công thức của ông Lichman, nếu đảng Dân Chủ mất thêm 3 chìa khóa nữa thì họ sẽ được dự đoán là kẻ thua cuộc.